À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Đầu tiên, cô xin gửi lời chào thân thương nhất đến với tất cả các em học sinh. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về bài số 4, văn bản nghị luận văn học. Cụ thể, cô sẽ hướng dẫn các em đọc hiểu văn bản về một người mà các em đã từng biết. Ông chính là tác giả của đoạn trích Trong lòng mẹ, trong hồi ký, Những ngày thơ ấu, và ông chính là tác giả Nguyên Hồng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về văn bản nghị luận Nguyên Hồng, nhà văn của Những người cùng khổ của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi tóm tắt lại văn bản này. Bài viết đã lý giải tại sao Nguyên Hồng là nhà văn của Những người cùng khổ. Thứ nhất là vì Nguyên Hồng rất dễ xúc động. Thứ hai, ông luôn khao khát tình yêu thương và dễ thông cảm với người bất hạnh. Thứ ba là từ bé, ông đã lăn lộn cùng với những người cùng khổ nhất trong xã hội. Năm 16 tuổi, rời xa quê hương, ông nhập hẳn vào cuộc sống của những người dưới đáy xã hội. Thậm chí, chất dân nghèo, chất lao động thấm vào trong cung cách sinh sống vô cùng giản dị của ông. Tiếp theo là về bố cục văn bản. Đối với văn bản, Nguyên Hồng, nhà văn của Những người cùng khổ, có thể chia văn bản này thành 3 phần như sau. Phần thứ nhất, từ đầu cho tới, vô cùng nhạy cảm của mình. Nội dung phần này, đó là trái tim nhạy cảm của Nguyên Hồng. Phần thứ hai, tiếp theo cho tới, vì người ta có phải mẹ tôi đâu. Nội dung của phần 2, đó là khao khát tình thương và dễ cảm thông. Phần thứ 3 là phần còn lại của văn bản, chất dân nghèo, chất lao động của nhà văn Nguyên Hồng. Tiếp theo, về nội dung chính của văn bản. Với nghệ thuật lập luận sắc bén, chặt chẽ, hệ thống lý lẽ, dẫn chứng, thuyết phục, kết hợp với một số biện pháp tu từ, điệp ngữ, liệt kê, so sánh, văn bản Nguyên Hồng, nhà văn của Những người cùng khổ của Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khát khao tình yêu thương và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông. Ngay bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em đi trả lời một số câu hỏi trong sách giáo khoa về văn bản Nguyên Hồng, nhà văn của Những người cùng khổ. Câu hỏi số 1. Văn bản viết về vấn đề gì? Nội dung của bài viết có liên quan như thế nào với nhan đề Nguyên Hồng, nhà văn của Những người cùng khổ? Nếu được đặt nhan đề khác cho văn bản, em sẽ đặt là gì? Đối với câu hỏi số 1 này, các em có thể đưa ra câu trả lời như sau. Văn bản viết về vấn đề Nguyên Hồng chính là nhà văn của những con người cùng khổ. Và nội dung của bài viết cũng chính là nhan đề Nguyên Hồng, nhà văn của những người cùng khổ. Và nếu như được đặt nhan đề khác cho văn bản này thì các em có thể đặt là nhà văn của những người cùng khổ. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2. Để thuyết phục người đọc rằng Nguyên Hồng rất dễ xúc động, rất dễ khóc, tác giả đã nêu lên những bằng chứng nào? Ví dụ, khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng chí từng chia bùi sẻ ngọt. Đối với câu hỏi số 2 này, các em có thể đưa ra câu trả lời như sau. Để thuyết phục người đọc rằng Nguyên Hồng rất dễ xúc động và rất dễ khóc, tác giả đã nêu lên những bằng chứng như sau. Thứ nhất là khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng chí từng chia bùi sẻ ngọt. Thứ hai, khóc khi nghĩ đến đời sống khổ cực của nhân dân mình ngày trước. Thứ ba, khóc khi nói đến công ơn của Tổ quốc, quê hương đã sinh ra mình, đến công ơn của Đảng, của Bác Hồ đã đem đến cho mình lý tưởng cao đẹp của thời đại. Và ông còn khóc cả khi kể lại những khổ đau, oan trái của những nhân vật là những đứa con tinh thần do mình hư cấu nên. Câu hỏi số 3. Ý chính của phần 1 trong văn bản là Nguyên Hồng rất dễ xúc động, rất dễ khóc. Theo em, ý chính của phần 2 và phần 3 là gì? Đối với câu hỏi số 3 này, các em có thể xem lại phần tóm tắt và phần bố cục văn bản. Và nếu như ý chính của phần 1 đó là Nguyên Hồng rất dễ xúc động và rất dễ khóc, thì ý chính của phần thứ 2 đó là lý do bồi đắp nên tính nhạy cảm của Nguyên Hồng, con người thiếu tình thương từ nhỏ nên luôn luôn khát khao tình thương và dễ thông cảm với người bất hạnh. Và nội dung ý chính của phần thứ 3 đó là hoàn cảnh tạo nên Nguyên Hồng, đó là chất dân nghèo và chất lao động. Câu hỏi thứ 4,
Văn bản trên cho em hiểu thêm gì về nội dung đoạn trích trong lòng mẹ đã học ở bài số 3? Thông qua văn bản Nguyên Hồng, nhà văn của những người cùng khổ, chúng ta đã hiểu biết thêm được về tác giả Nguyên Hồng, cụ thể đó là về hoàn cảnh xuất thân, tính cách cũng như về sáng tác của ông. Từ đó, các em có thể đưa ra những hiểu biết thêm của mình về nội dung của đoạn trích trong lòng mẹ đã được học ở bài số 3. Đó là mồ côi cha từ năm 12 tuổi, mẹ đi bước nữa và phải đi làm ăn xa. Vì những định kiến khiến cho mẹ không thể ở gần được Nguyên Hồng, và chính cái hoàn cảnh sống đó đã khiến tác giả Nguyên Hồng thiếu thốn tình thương trầm trọng được thể hiện trong đoạn trích. Thứ hai là ông dễ thông cảm với những người bất hạnh. Thấu hiểu rõ hơn sự cảm thông, tình yêu lớn lao của Nguyên Hồng dành cho người mẹ đáng thương của mình. Và thứ ba là tất cả những hình ảnh và chi tiết được thuật lại trong đoạn trích đều xuất phát từ thực tế cuộc sống của Nguyên Hồng và đều là những cảm xúc chân thật nhất mà ông đã trải qua. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Viết một đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của em về nhà văn Nguyên Hồng, trong đó có sử dụng một trong các thành ngữ sau: chân lấm tay bùn, hố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, tình sâu nghĩa nặng. Đối với câu hỏi số 5 này, các em có thể lựa chọn một trong những thành ngữ mà cô vừa đọc và thỏa sức sáng tạo để nêu lên những cảm nghĩ của mình về nhà văn Nguyên Hồng. Cô đưa ra một mẫu tham khảo như sau. Nguyên Hồng là con người luôn khao khát tình yêu thương và dễ cảm thông với những người bất hạnh. Từ tuổi thơ bất hạnh cho đến đời sống thời niên thiếu, ông luôn sống trong hoàn cảnh đáng thương. Mồ côi cha không được ở gần mẹ khiến cho ông phải sống cùng một bà cô cay nghiệt. Cảnh ngộ đó đã đẩy Nguyên Hồng vào môi trường của những con người đầu đường xó chợ, dưới đáy tận cùng của xã hội. Nhờ đó, con người tác giả mang đậm chất dân nghèo và chất lao động. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em đi trả lời 5 câu hỏi trong sách giáo khoa về văn bản Nguyên Hồng, nhà văn của những người cùng khổ. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.